Hello, Tùng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày 21 tháng 4 năm 2023. Hôm nay là một phiên cuối tuần khá là buồn ha. Khá là buồn. Tuy nhiên thì buồn cỡ nào thì anh chị theo dõi cũng nhớ cho Tùng xin một cái like, một cái share, và sau khi kết thúc video ngày hôm nay thì anh chị cho Tùng xin những cái bình luận thả tim và phần bình luận ở bên dưới video nhé. Rồi, ngoài ra thì theo anh chị thấy là thị trường về lâu về dài còn nhiều cơ hội, muốn tìm kiếm cơ hội thì nhớ liên hệ với Tùng theo số điện thoại trên màn hình nhé. Thì mình hy vọng sẽ kết nối càng sớm càng tốt với anh chị nha, cùng đồng hành bất kể khi nào thị trường có cơ hội, chúng ta sẽ xông pha chiến đấu trở lại anh chị nhé. Rồi thì đầu tiên chúng ta điểm qua thị trường một chút xíu. Ngày hôm nay thì tiếp tục là một cái phiên giảm, và ngày hôm nay cũng giảm 6,3 điểm anh chị. Những phiên gần đây thì cứ chỉ có giảm thì giảm không sốc ha, cứ một phiên đâu đó khoảng tầm 6 điểm thôi. Thì mức giảm là 6,34 điểm, giảm 0,6%. Thanh khoản ngày hôm nay thì 8.838 tỷ và đóng cửa mốc là 1.042.9. Phiên 30 thì đóng cửa 1.046.18, giảm 7 điểm, mức giảm 0,7%. Số mã tăng của phiên 30 hôm nay chỉ có 5 mã thôi, giảm là 23 mã, hai cổ phiếu tham chiếu. Đối với sàn Hồ Chí Minh thì 128 mã tăng, 247 mã giảm và 55 mã tham chiếu. Tổng giao dịch thị trường ngày hôm nay là 12.149 tỷ. Thì mức thanh khoản này thấp ha. Tuy nhiên thì anh chị có thể thấy là thanh khoản đột biến nó rơi vào giai đoạn gần 2 giờ anh chị. Gần 2 giờ nó có một cái thanh khoản đột biến, cho thấy một cái lượng mua ha xuất hiện vào cuối phiên. Còn trong khi đó là cả phiên thì thanh khoản giao dịch rất ít, đặc biệt là tầm 2 giờ trở đi và vào cuối phiên ha, thanh khoản đột biến. Rồi, các cổ phiếu mà nước ngoài bán ngày hôm nay đó là SI, Vinamilk, Nam Long, KBC, Đặng Phú Mỹ, GAP. Ở chiều mua thì mua Hòa Phát, VBank, FPT. Hôm nay thì khối ngoại họ bán ròng là 230 tỷ. Các cổ phiếu mà kéo thị trường tăng hôm nay có Dược Hậu Giang, SSI, SBT, VPBank, VIX. SSI thì hôm nay có tin là lợi nhuận tốt nhất trong 4 quý gần đây ha, mặc dù so với cùng kỳ thì nó thấp, nó vẫn giảm, nhưng mà so với 4 quý gần đây thì lợi nhuận nó tăng. Cho nên SSI hôm nay tăng điểm và giúp thị trường đi lên. Ngoài ra thì có VIX kéo vào cuối phiên. Rồi ở chiều giảm thì tiếp tục là tội đồ là các cổ phiếu ngân hàng như là Vietcombank, rồi BID, rồi một số các cổ phiếu khác như là Masan, Vinamilk, Vinhome, Thế Giới Di Động, Novaland, Gap, Vietjet, HD Bank, v.v. Về phía ngành thì chúng ta thấy rõ ràng là toàn thị trường ngày hôm nay giảm rồi, chỉ duy nhất cái ngành dược phẩm là tăng thôi. Còn từ ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, thực phẩm, giải trí, du lịch, hóa chất, điện, kim loại, xây dựng và kể cả chứng khoán cũng giảm luôn ha. Đối với các cổ phiếu biến động nhiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy có Novaland là giảm mạnh nhất, giảm 5,6%. Ngoài ra thì SHB giảm 2,2%, rồi DG giảm nhẹ thôi, Phát Đạt thì đi theo Novaland giảm 3%, HAG giảm 2,2%, Pao giảm 2,7%. Ở các cổ phiếu tăng thì hôm nay chúng ta thấy có SSI tăng 2,6%, VND tăng 1,4% và VAX tăng 1,7%. Ngoài ra thì SHF thì về tham chiếu. Cuối phiên thì có một cái sự kéo của nhóm chứng khoán ha, nhưng mà nó không đỡ được thị trường khi mà các cổ phiếu khác thuộc các nhóm ngành khác thì đều giảm việc giảm, và cái lực bán nó lấn át mà so với cái lực kéo của nhóm chứng khoán, và một mình chứng khoán thì không đủ để kéo thị trường đi lên ha. Các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm nhiều trong ngày hôm nay thì cũng là DG, SSI, Novaland, SEL giảm nhẹ này. Rồi FTS thì vẫn ráng tăng được 1%, SHS rồi ANV thì hôm nay quay đầu giảm 3,9%, VND ha, rồi HAG giảm 2,2%, HCM tăng 1%. Ở đây đặc biệt là anh chị thấy ANV ha, những cổ phiếu mà gần đây anh chị nếu mà mua đuổi FOMO á, thì khi mà hàng về thì gần như là nó đều xảy ra những cái cú điều chỉnh, và chúng ta mà mua FOMO thì rất là khó để kiếm tiền đúng không? Giai đoạn này thì vẫn ưu tiên là mua đỏ bán xanh thôi chị, mua khi điều chỉnh. Điều chỉnh nhiều khi mua vẫn còn sai nữa, nói gì đến việc mua đuổi. Rồi đối với thị trường thế giới lúc này thì châu Á đang đỏ chị, trong đó đặc biệt là Shanghai thì giảm đến 1,95%. Ông hàng xóm ha,
Ông hàng xóm vừa rồi công bố những cái kết quả về mặt kinh tế khá là tốt, nhưng mà cuối cùng thì bệnh giảm. Tiếp theo là Hang Seng giảm 1,8%. Đối với các chỉ số châu Âu thì vẫn đang tăng xanh nhẹ thôi. Đối với chỉ số của Mỹ thì cũng xanh nhẹ, trong đó Dow Jones tương lai thì đang giảm nhẹ thôi. Tối qua thì Dow Jones nó giảm hơn 100 điểm ha. Về giá dầu thì đã mất cái mốc 78 đô rồi, có thể là sẽ test về những cái ngưỡng như 77 đô, thậm chí là về 74, 75 đô nhé. Rồi quay trở lại đối với thị trường chung, về mặt kỹ thuật thì chúng ta ngó qua ông Dow Jones thì sắp tới nó vẫn có khả năng là điều chỉnh nhẹ nhàng từ từ anh chị nhé. Giá dầu thì như mình nói thì có thể là vài phiên sắp tới thậm chí nó còn rơi về vùng 74 75 đô ở bên dưới này. Tuy nhiên là trong những cái giai đoạn giữa tuần sau trở đi thì có thể giá dầu nó sẽ có một cái sự hồi phục trở lên anh chị. Nó sẽ bật ngược trở lại. Đấy. Cho nên đối với các cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cố gắng là chờ những cái cú điều chỉnh về hỗ trợ thì chúng ta hãy tham gia ha. Hạn chế là mua quá cao. Rồi đối với một số các cổ phiếu liên quan đến ngó qua thị trường của ông hàng xóm một chút anh chị, Hang Seng thì sau khi đi lên thì gặp ngay kháng cự giao găm thì nó bị điều chỉnh, ngày hôm nay nó đang điều chỉnh nhiều đúng không? Thì cái chuyện điều chỉnh này là hoàn toàn bình thường anh chị. Đấy, điều chỉnh của Hang Seng là bình thường ha. Rồi chúng ta qua ngó qua một chút xíu của cái chỉ số Shanghai. Đây, Shanghai thì đối với Shanghai thì mặc dù là nó đang điều chỉnh mạnh 2%, tuy nhiên thì sắp tới Shanghai nó sẽ có một cái hỗ trợ anh chị, cái vùng mây này. Đấy, ngoài ra thì nhìn vào khung đồ thị tuần thì nó đang có hỗ trợ ở khung tuần. Thì thực ra Shanghai nó tăng mạnh và nó điều chỉnh là bình thường, tại vì sau khi nó tăng thì vượt đỉnh thì nó phải test lại đỉnh thôi. Cái việc tăng vượt đỉnh mà để đua là rất nguy hiểm là vì vậy ha. Tuy nhiên lúc này thì Shanghai nó đang có những cái vùng hỗ trợ bên dưới đó. Thì sắp tới nó sẽ hồi phục, có thể là nó cũng sẽ giúp cho tâm lý của Việt Nam chúng ta đỡ hơn chút xíu ha. Đây, kể cả chỉ số Hang Seng của ông láng giềng này thì cũng có những cái hỗ trợ ở cái vùng 19.800 ở đây này. Đấy. Nó mặc dù nó đang điều chỉnh nhưng mà nó sắp về gần những cái hỗ trợ rồi. Thì quay trở lại đối với Vali ha, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi hai cái thị trường Dow Jones và thị trường Hang Seng Shanghai của Trung Quốc. Đấy. Thì đầu tiên là anh chị có thể ngó ha, nếu mà xét về khung đồ thị tuần á, thì tuần này đóng cửa là nó hơi xấu anh chị, nó đóng cửa gãy dưới hỗ trợ rồi. Tuần trước đóng cửa ngay hỗ trợ và tuần này đóng cửa giảm 0,9% từ đầu tuần đến giờ, nhưng mà nó đã dưới cái hỗ trợ rồi ha. Nói chung là tuần này đóng cửa là hơi xấu rồi. Thì cái điều nếu mà nhìn về cái khung tuần này, nếu muốn có cơ hội thì trong tuần sau nó phải vượt trở lại anh chị, nó phải vượt trở lại trên cái mốc 1054 và đóng cửa cuối tuần ở trên 1054, thì lúc đó cái hy vọng nhỏ nhoi của chúng ta là qua tháng 5 nó bứt tốc đi lên, đó là một cái hy vọng nhỏ nhoi thôi. Còn nếu mà tuần sau mà anh chị thấy nó không có vượt trở lại trên 1054, hoặc là đầu tuần mà vượt nhưng mà cuối tuần lại gãy lại lần nữa, thì lúc đó thì không còn cửa để tăng trong tháng 5 đâu chị. Và lúc đó nguy cơ của nó sẽ cao hơn ha. Đấy, nhiều anh chị nói là tại sao mình buồn, tại vì buồn là đúng anh chị, mình cũng là nhà đầu tư như mọi người thôi. Thì cái việc mà thị trường nó đã cố đi lên và nó có một cái khu vực mây rất mỏng này để rất là dễ để vượt qua nhưng mà nó không vượt được, thì là chúng ta bị mất cơ hội anh chị, mất cơ hội kiếm tiền, thì cái đó là điều buồn thôi, chứ không phải là mình buồn vì bị kẹp hàng, vì bị thua lỗ, không phải vậy. Cái việc thua lỗ trên thị trường chứng khoán nó là một cái việc hoàn toàn bình thường. Quan trọng là chúng ta cố gắng làm sao giới hạn cái phần thua lỗ đó anh chị. Nó chỉ ở mức khoảng từ 3 đến 5% thì cái việc thua lỗ đó hoàn toàn bình thường nhé. Không có vấn đề gì mà anh chị phải buồn bã vì cái vấn đề đó. Mình chỉ buồn duy nhất thì nếu mà mọi người thấy rõ ràng là cái khu vực mây rất mỏng này và thị trường nó đã thoát những cái cú điều chỉnh trước đây, đáng lẽ là gãy mà nó thoát được, nó không có gãy, nó cố đi lên trong vài tuần gần đây. Tính ra kể từ cái thời điểm mà thoát nạn thì đến bây giờ là tuần thứ 5, sau 5 tuần, đáng lẽ gãy từ cái 5 tuần trước mà nó không gãy, nó đi lên, và bây giờ cái tuần thứ 5 mà nó đã cố gắng như vậy và nó không đi lên được nữa, thì cái điều đó là chúng ta
mất cả hơn một tháng để chúng ta kỳ vọng một cái cơ hội lớn nhưng mà nó không có ha, nó không có thì chúng ta buồn không chị? Thực ra thì buồn cũng không đến nỗi buồn đâu, mọi người đừng có buồn quá, mình nói cho vui vậy thôi. Rồi anh chị hãy bình tĩnh, hãy nghĩ đến những cái cơ hội lớn khác của thị trường. Thực ra nếu mà nói rõ ra thì trong cái giai đoạn thị trường thoát nạn đi lên này thì chúng ta có 3 tuần để chúng ta kiếm lời đúng không? Chỉ có 2 tuần gần đây là chúng ta chờ bắt đáy một số cổ phiếu, và bắt đáy thì đến bây giờ nó cũng không bật được. Đó thì buồn là buồn cái 2 tuần gần đây thôi. Còn 3 tuần trước thì rõ ràng là chúng ta có nhiều cổ phiếu mua và có lãi đúng không? Đặc biệt là nhóm chứng khoán. Cái thứ hai là nhóm bất động sản thì đều có lãi hết chị. Rồi những cái cổ phiếu đơn lẻ như là nhóm khu công nghiệp hoặc là những cái cổ phiếu như là GIL chẳng hạn đúng không? Thì nó cũng đều có lãi hết đúng không? Cho nên thực ra là nếu mà 2 tuần gần đây không kiếm được tiền thì chúng ta vẫn có cái phần lợi nhuận của 3 tuần trước nó bù đắp lại. Nó bù đắp lại. Đó, chỉ có cái buồn duy nhất thì như mình nói đó là cái việc cơ hội để đi lên nhưng mà cuối cùng không lên được anh chị. Nếu mà đi lên được thì anh chị biết nó đi lên thì nó sẽ đi lên được mạnh. Nó sẽ có một cái cơ hội đi lên tương đối lớn. Mà đi lên được như thế này hơn 100 điểm, 150 điểm của thị trường, từ 100 đến 150 điểm, nó sẽ giúp cho cổ phiếu chúng ta tăng giá khoảng 30 đến 50%. Nhưng mà nó không đi lên được thì chúng ta phải buồn đúng không? Mất cơ hội thì buồn. Nhưng mà không sao, dù sao thì nếu mà thị trường nó điều chỉnh sâu thì đó cũng là cơ hội anh chị. Nó không đi lên được thì nó đi xuống, mà đi xuống thì chúng ta sẽ mua được cái giá tốt hơn. Và đặc biệt thì giống như quả banh tennis thôi, khi mà nó rơi từ trên cao rơi xuống thì nó sẽ nảy lên. Đó, nguyên tắc là vậy anh chị. Cho nên kể cả thị trường chứng khoán cũng vậy, nó rơi mạnh thì đến lúc nó nảy lên thì nó sẽ nảy lên mạnh. Đấy. Còn thực tế giai đoạn thị trường lúc này thì nó vẫn đang, nếu mà nhìn về cái view tuần như này thì chúng ta thấy là nó vẫn đang giai đoạn tích lũy thôi. Và thực ra kể từ thời điểm rơi nguyên năm 2022 ha, cho đến tháng 11 đến bây giờ thì chúng ta đã có những giai đoạn kiếm tiền rồi, và về cái xu hướng tuần thì nó vẫn đang giai đoạn tích lũy. Thì cái khả năng tích lũy có thể nó còn kéo dài cho đến cuối năm nay nữa cũng không chừng, hoặc là sớm thì đâu đó đến tầm tháng 8, tháng 9 thì cơ hội sẽ có đúng không? Thì hôm nay mình muốn nói rõ hơn về cái đồ thị tuần một chút xíu, đó là có thể nếu mà tuần sau nó không vượt lên được nhưng mà nó cũng không gãy thì thực ra lúc đó cơ hội thì nó cơ hội nhiều không có chị, nhưng mà đôi khi có một số cổ phiếu nhỏ lẻ thì nó vẫn có cơ hội đơn lẻ ha. Thì tức là cơ hội nó sẽ ít lại thôi, thì chúng ta cứ bình tĩnh follow thị trường ha. Nếu mà thị trường có cơ hội thì chúng ta lại nhảy vào, không có thì chúng ta đứng ngoài. Cổ phiếu có cơ hội thì chúng ta vẫn cứ nhảy vào bình thường, chẳng qua là những giai đoạn mà thị trường đi ngang tích lũy á thì chúng ta tham gia một cách chừng mực về mặt tỷ trọng thôi anh chị. Tham gia tỷ trọng đâu đó 30%, tối đa 50% bằng tiền mặt thôi, không tham gia nhiều là được ha. Nó vẫn có trường hợp là nó sẽ không gãy, nếu không đi lên được thì nó cũng không gãy mà nó cố tình đi ngang chị. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà đi ngang thì đâu đó là cái tuần sau sẽ là trước lễ, rồi đến một cái tuần sau lễ chúng ta giao dịch có 2 ngày thôi, đến tuần đó và cái tuần kế tiếp thì nếu mà đi ngang nữa thì nó sẽ đâm vào mây. Thì đâm vào ngay mây thì nó sẽ lắc lên lắc xuống, nó sẽ hơi khó chịu. Nhưng mà khi đó thì xu hướng nó sẽ giữ trong mây và nó đi ngang khá lâu. Và nó lắc ha, nó rung lắc thì nó khó chịu thôi. Đó, tuy nhiên thì thường cái khả năng đến mây mà đến nó chui vào mây đi ngang thì cái thường xác suất đó ít. Cái xác suất thường đa số là một là nó sẽ đi lên, hoặc là hai là nó sẽ rơi xuống chị. Đó, thì mình view về hai cái xác suất nó cao hơn ha. Cho nên để tránh những cái trường hợp xấu xảy ra thì nếu mà tuần sau nó hồi lên, khả năng cao là nó sẽ hồi. Nhưng mà nếu nó hồi lên và cuối tuần nó lại quay lại nó gãy gãy dưới 1054 thì lúc đó chúng ta lại một lần nữa chúng ta phải bán để thoát. Hoặc là nếu mà những phiên đầu tuần nó có hồi nhưng mà nó không hồi vượt qua được 1054, 1055 thì lúc đó chúng ta sẽ phải canh bán để tạm thời anh chị nhé, đứng ngoài thị trường, khi nào có cơ hội trở lại chúng ta sẽ tham gia lại sau. Đấy. Mình rất là muốn thị trường nó đi lên nhưng mà nó không đi lên được thì chúng ta đành chấp nhận thoát khỏi thị trường, nó lui quân thôi chị. Công thành là đây, chúng ta nhìn là chúng ta đang đứng ở đây đúng không, thì cái thành nó cao lên đến đây, thì nếu mà chúng ta leo lên để công thành mà chúng ta leo lên không nổi, không vượt qua được thì chúng ta phải tụt xuống để chúng ta lui quân thôi. Bảo toàn lực lượng chờ quay lại đánh lại một cái trận khác sau ha. Đấy, còn như trường hợp mà leo lên thì bất kể những cái lúc mà nó rơi xuống thì chúng ta đều mua được, tại vì hỗ trợ rất là dày, cái vùng mây dày này
Thì đó là một cái lý do mà mình rất kỳ vọng thị trường đi lên. Sau khi nó không gãy cách đây 5 tuần thì kỳ vọng thị trường đi lên nhưng mà nó không lên được, thì bây giờ chúng ta chấp nhận một thực tế như vậy và chúng ta tạm thời lui quân quý vị nhé. Đấy, tạm thời lui quân thôi. À, không có vấn đề gì ha. Trên thị trường chứng khoán thì lúc nào nó cũng vậy. Cái lúc có cơ hội, còn lúc không có cơ hội thì chúng ta lui. À, đối với thị trường về mặt daily ha, về mặt daily thì chúng ta cái kịch bản mà để nó rơi xuống như thế này thì bữa giờ chúng ta đã vẽ rồi anh chị, và ngày hôm nay thì nó rơi về đến sâu nhất là 1041, thì mình có nói là đâu đó khoảng 1035, 1040 đúng không, thì đâu đó cái vùng 1041 cũng là cái vùng mà có thể là xem xét được để anh chị đắm tiền không. Cái nguy cơ thị trường rơi mạnh hay không thì mình đánh giá là nguy cơ rơi mạnh nó sẽ không, có thể là đầu phiên thứ hai nếu mà một sự hoảng loạn xảy ra thì nó sẽ có một cái cú nhúng nữa về 1035, nhưng mà sau đó khả năng cao thì nó sẽ có một cái nhịp hồi đấy. Nếu mà thực sự mà để thị trường rơi á, cái thời điểm nguy hiểm nhất nó phải là rơi vào phiên ngày hôm qua đấy, phiên ngày hôm qua hoặc là phiên ngày hôm kia, hai phiên đó cái khúc mà mây rất mỏng thì nó rơi, nhưng mà những cái phiên này thì nó đang chui vào trong cái vùng mây dày thì khả năng là rơi ra khỏi mây thì nó chưa rơi ngay ha. Và nó chưa rơi ngay thì nó sẽ có một nhịp hồi như vậy đấy, thì hồi thì chúng ta sẽ theo dõi nó, hồi mà nó vượt qua được cái mây cạn mây cái này để nó đi lên luôn thì lúc đó mới tốt đấy, trong những phiên sắp tới ha. Nếu nó hồi nó vượt được thì lúc đó mới tốt, hồi mà không vượt được thì chúng ta sẽ phải bán, sẽ phải bán nha. Rồi thì cái cơ hội của thị trường hồi là có, thứ nhất là nó đang có những cái hỗ trợ của kênh giá này, thì cái này mình nói từ bữa đến giờ rồi. Và thực ra ngày hôm nay nó rơi thì nó cũng nằm trong cái kịch bản của chúng ta, đó là có khả năng nó rơi về đến đây đúng không? Cái kịch bản chúng ta đã nói từ trước rồi. Còn cái việc mà thị trường nó yếu thì ngay từ phiên thứ sáu tuần trước chúng ta nói là thị trường bắt đầu yếu đi rồi anh chị. Nó gãy hỗ trợ là coi như nó yếu đi rồi. Và phiên phiên thứ tư vừa rồi sau khi vượt lên hỗ trợ trở lại và nó gãy tiếp lần nữa thì rõ ràng là nó yếu rồi. Cho nên những cái sự kỳ vọng của chúng ta để nó quay trở lại thì đó là một cái kỳ vọng rất là mong manh đúng không? Và rõ ràng là thị trường nó không lên nổi thì nó gãy về cái vùng vùng mục tiêu rồi. Cái vùng này là kịch bản và chúng ta đã nói trong từ thứ hai đến giờ đúng không? Chúng ta đã nói từ thứ hai đến giờ chứ không phải hôm nay mới nói. Cho nên bây giờ nó đang quay trở lại đây thì đó là cái vùng mà anh chị có thể quan tâm. Anh chị có thể quan tâm tham gia được. Rồi, thứ nhất là nó rơi về cái này là hỗ trợ cân. Cái thứ hai á là sắp tới nó cũng sẽ có khách sạn anh chị. Bắt đầu từ phiên thứ hai thì nó sẽ không có khách sạn, nhưng mà từ thứ ba trở đi á, thứ ba là thứ tư nè đấy, thứ ba thứ tư nó đều có khách sạn, và đặc biệt là phiên thứ năm là khách sạn nó sẽ mạnh nhất, nó sẽ mạnh nhất. Cho nên đâu đó là thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi vào những phiên đó đâu. Tuy nhiên cái tâm lý mà bán hàng trước khi nghỉ lễ á, thường là nếu mà thị trường nó không đi lên được vào phiên thứ hai thứ ba thứ tư gì đó thì chắc là phiên thứ năm trở đi, hoặc là thậm chí có thể từ phiên thứ tư trở đi cái lực bán nó sẽ áp đảo hơn chị, mặc dù là có khách sạn á, nhưng mà có thể cái lực bán nó sẽ áp đảo hơn đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải xem xét nếu mà thị trường trong những cái phiên đầu tuần tới nó vượt qua được 1054 thì chúng ta mới giữ hàng tiếp, còn nó không vượt thì anh chị em chăn bán để giảm thiểu thiệt hại á. Những ai mà có lãi thì chúng ta canh chốt đơn giản rồi, những ai mà mới mua những cái phiên điều chỉnh gần đây này thì có thể là đang không có lãi, hoặc là lãi ít, hoặc là đang lỗ. Đang lỗ thì chúng ta cố gắng là chờ những cái nhịp hồi này để chúng ta bán giảm thiểu thiệt hại ha. Rồi. Rồi đó là những cái kịch bản rất ngắn hạn. Còn tại sao lúc này chúng ta không nên hoảng sợ anh chị? Lúc này thì cái chỉ số về mặt hưng phấn nó đang giảm thiểu. Nó đang giảm về cái vùng hoảng loạn rồi. Đấy. Thì chúng ta có thể ngó qua nha. Những cái giai đoạn gần đây của thị trường, mỗi lúc mà thị trường nó rơi về những cái vùng này thì thường nó sẽ có những cái nhịp hồi đấy. Nếu mà phiên thứ hai nó đạp đầu phiên nữa thì gần như là nó sẽ về cái vùng mốc 25 này là cái mốc rất là hoảng loạn của nhà đầu tư, thì thường những cái mốc đó thì chúng ta không nên bán nữa ha. Đấy, những cái giai đoạn gần đây thì nó rơi về gần những cái mốc đó thì nó đều bật bật lên, nó đều có những cái phiên bật lên, hoặc là những phiên như thế này nè. Đấy, nó rơi về những cái mốc như vậy thì nó có bật lên. Những cái phiên như thế này đây, nó đều có bật lên ha. Đấy, hoặc là những cái phiên như thế này nè anh chị, đây nè, những phiên như thế này ha, thì khi mà nó rơi vào trạng thái hưng phấn thì ít nhất nó cũng bật một hai phiên cái nhịp này,
hoặc là cái nhịp này nó bật nhiều hơn này. Đấy, nó rơi về xong rồi nó sẽ bật lên vài phiên cho anh chị em bán ra nhé. Cho nên cái chỉ số hưng phấn này thì nó sẽ không có xác nhận cái đáy chung dài hạn của thị trường được, nó không xác nhận đáy chung dài hạn nhé. Đấy, mình nhắc cho mọi người lưu ý. Tuy nhiên thì nó sẽ cho chúng ta thấy là vùng này không phải là cái vùng bán nữa, tạm thời trong ngắn hạn ta không nên bán nữa, mà chúng ta chờ cái nhịp hồi để chúng ta bán, chờ nhịp hồi để bán. Đấy, và những phiên như thế này nè, đấy, nó rơi về những cái vùng trạng thái tâm lý rất là xấu thì nó đều có những cái nhịp hồi, những cái phiên như thế này ha, nó đều có những cái nhịp hồi ở đây nè. Đây thì tâm lý nó hơi cao ha, nhưng mà có cái nhịp này nè, tâm lý thấp nè. Đấy, anh chị thấy cái vùng tâm lý thấp này nó cũng sẽ hồi này. Đấy, cho nên mình không có nói ở đây là thị trường nó sẽ tạo cái đáy ở đây để đi lên, nhưng mà mình đang nói là lúc này một cái trạng thái tâm lý như thế này thì là cái lúc mà chúng ta không nên hoảng loạn để bán. Đó là lý do vì sao những bữa vừa rồi, những phiên gần đây thì mình đều nói anh chị cần bình tĩnh. Nhiều anh chị không hiểu thì cứ nói là thị trường downtrend mà sao cứ suốt ngày cứ lên kêu bình tĩnh. Thế ra chúng ta đừng có theo số đông, số đông người ta hoảng gì đó thì kệ người ta, chúng ta cố gắng là chờ điều chỉnh, chờ hồi để chúng ta bán ra thôi ha. Thị trường bao giờ cũng vậy anh chị, gãy thì nó sẽ có những phiên hồi. Ví dụ thì mình đã nói đi nói lại cho mọi người rồi, cái thời điểm năm 20 tháng 4 năm 2022 sau khi nó rơi liên tục ba cây mạnh ha, ba cây mạnh, giai đoạn này rơi ít anh chị, giai đoạn trước này nó rơi rất mạnh, thì kể cả rơi mạnh hay rơi yếu gì nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi, nó test lại cái vùng kháng cự, test lại xong mà nó không vượt qua được thì lúc đó nó mới gãy đấy, hoặc là thậm chí có thể là vượt qua nhưng mà sau đó gãy ngược lại thì lúc đó chúng ta phải rời bỏ cuộc chơi. Còn bây giờ thì nó chưa có dấu hiệu gì gọi là xấu cả để cho chúng ta phải hoảng loạn mà bán ra cả. Đấy, chúng ta cứ chờ những cái nhịp hồi để chúng ta bán. Còn nếu mà đã bán thì gọi là chúng ta phải bán vài phiên trước rồi, những phiên đầu tuần khi mà nó có những cái nhịp hồi rồi thì chúng ta bán rồi, còn đến ngày hôm nay thì chúng ta không cần phải hoảng để bán. Cho nên nếu mà phiên từ đầu tuần thứ hai mà nó đạt một cái cú hoảng loạn đầu phiên thì anh chị có thể mạnh dạn vào tham gia mua T0, chờ một cái nhịp hồi lên để chúng ta bán ra ha. Bán ra hàng T0 và kể cả hàng mới luôn, cứ hàng vậy là bán rồi. Thì quan trọng là cái mốc 1054 thôi, vượt lên trên được thì giữ, không vượt được thì bán nha. Đó rồi, nhìn về một chút xíu về VN30 đi. VN30 là cái động lực sẽ giúp thị trường đi lên. Thì VN30 lúc này nó cũng lần đầu tiên nó rơi về mây anh chị. Đấy, VN Index thì nó rơi về mây xong sau đó nó đều có những cái nhịp hồi ha. Thì VN30 hôm nay lần đầu tiên rơi về mây thì nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi sắp tới. Đấy, ngoài ra thì VN30 cái trạng thái tâm lý nó cũng rất là hoảng loạn ở đây. Rất là hoảng loạn. Đây ha, rất là hoảng loạn. Thì VN30 cũng không phải là lúc hoảng để bán nữa. Đấy, hoặc là kể cả phái sinh nó là một cái tín hiệu giúp cho chúng ta nhận diện được thị trường tạo đáy ngắn hạn hay không. Thì phái sinh này, sắp tới phái sinh nó cũng sẽ có khách sạn. Đấy, anh chị nhìn nó sắp có khách sạn. Và nó cũng đã lần đầu tiên nó rơi về mây sau 3 tuần qua ha. Sau 2 tuần qua lần đầu tiên nó rơi về đến hỗ trợ mây. Và phái sinh thì nó cũng đang có một cái trạng thái rất là chán nản. Đấy, cho nên những cái lúc này thì nó là cái lúc mà không phải để chúng ta bán nữa anh chị. Ok, thì đó là thị trường nha. Nói chung là sau cái phiên này thì mình đánh giá một cách khách quan á là thị trường nó tương đối yếu. Nhưng mà lúc này anh chị đừng có nghe ở đâu người ta nói, tại vì lúc này nếu mà nhìn về cái thời điểm từ ngày 27 tháng 2 cho đến giờ thì thị trường chúng ta vẫn đang là uptrend anh chị. Đấy, sau khi nó vượt đỉnh xong thì nó quay lại để nó test lại cái đáy. Thì nếu mà không có phá cái đáy này thì cơ hội sắp tới là còn đi lên được. Tuy nhiên thì do sắp tới kỳ nghỉ lễ dài ngày cũng như là cái mây khá bự hồi nãy mình nói, thì việc khi chúng ta tạm thời rút quân là bình thường ha. Khi nào nó tốt trở lại hoặc là nó chui vào mây thì chúng ta lại tìm cổ phiếu khác tham gia. Đấy, tránh trường hợp là nó rơi thôi, tránh trường hợp là nó rơi thôi. Thì thực ra là nếu mà để nó rơi vào thế downtrend á thì nó phải phá cái đáy này thì nó mới xác nhận downtrend là anh chị. Bây giờ thì nó chưa gọi là downtrend, về mặt ngắn hạn thì nó vẫn đang là uptrend thôi. Uptrend thì cứ đáy sau cao hơn đáy trước, vài bữa nữa mà nó lên nó tạo cái đỉnh sau
cao hơn đợt trước nữa thì nó vẫn cứ ken bình thường ha. Cái này chưa phải gọi là cái gì gọi là thị trường chạy, là thị trường downtrend cả. Tuy nhiên thì chúng ta phải xác nhận tạm thời là thị trường nó đang yếu, và nhìn ra các cái nhóm dẫn dắt đó, thì có mỗi nhóm chứng khoán dẫn dắt mà nhóm chứng khoán không thể tăng mãi được, và một mình nhóm chứng khoán cũng không đủ kéo thị trường đi lên được. Còn các nhóm khác thì chúng ta thấy tạm thời về mặt ngắn hạn nó không có gì xấu, nó không có gì tốt. Nhóm ngân hàng thì lợi nhuận tốt nhưng mà nó lại có những cái thông tin liên quan đến thông tư giãn nợ rồi giữ nguyên nhóm nợ thì nó lại thành ra xấu trong giai đoạn sắp tới, nó ảnh hưởng về mặt ngắn hạn đối với nhóm ngân hàng đó. Rồi những cái nhóm khác như là dầu khí thì ảnh hưởng bởi giá dầu giảm này, rồi nhóm bất động sản thì cũng chưa có gì sáng sủa, nhóm thép thì cũng đang có những cái báo cáo không tốt này. Đấy, những cái vấn đề đó nó sẽ làm cho thị trường tạm thời về mặt ngắn hạn nó không được tốt ha. Cho nên khi mà không được tốt thì chúng ta rút lui, bảo toàn cái thành quả hơn, thì bảo toàn cái lực lượng của chúng ta, khi nào mà nó có những cái cơ hội tốt trở lại thì chúng ta mua lại ha. Thị trường thì nó luôn luôn như vậy anh chị, chứ nó không phải ấy đâu. Mình chỉ cho anh chị những cái giai đoạn như là giai đoạn năm 2020, 2019 này. Cái giai đoạn thị trường năm 2019 này. Năm 2019 ha, sau khi nó cũng có một quá trình rơi giống như năm ngoái của chúng ta, thì nó cũng có những cái lúc nó tăng xong rồi nó lại giảm. Đấy, nó tăng xong rồi nó lại giảm. Sau đó thì nó có những cái lúc mà nó xác nhận, nó cũng giống tựa tựa như giai đoạn này nữa anh chị. Từ Tết đến giờ là nó rơi nè, xong rồi nó hồi nè, rồi nó lại rơi tiếp, rồi nó hồi, nó lại rơi tiếp, nó hồi và nó vượt đỉnh ha, nó hồi và nó vượt đỉnh này, nó vượt đỉnh. Sau đó thì sau khi vượt đỉnh xong thì nó quay lại, nó test lại những cái đáy dưới này, nó không gãy thì nó lại có cơ hội đi lên lại. Đấy, nó không gãy thì cơ hội đi lên lại. Sau đó thì nó lại test xuống, rồi không không phá đáy nó lại đi lên tiếp. Đấy, xong rồi những cái lần đi lên này đấy, rồi nó lại test đi test lại và đến khi nó vượt lên đấy. Thì nói chung là những cái giai đoạn này thì nó tựa tựa như giai đoạn hiện tại của chúng ta, nhưng mà sắp tới nếu mà nó đi vào mây á, nó mà đi vào mây thì có thể anh chị sẽ thấy cái trạng thái sắp tới nó sẽ đi theo cái kiểu này, nó cứ nằm trong mây, nó cứ di chuyển chỉnh xuống xong rồi nó lại lên rồi nó chỉnh xuống, tức là nó không thoát khỏi đám mây và nó mất một cái thời gian rất dài để nó đi qua, để nó đi ngang trong đám mây. Nhìn ngắn hạn thì chúng ta thấy là nó cứ lên xuống, nhưng mà nếu mà nhìn về cái view dài hạn anh chị sẽ thấy là nó đang đi ngang đó. Sau đó thì nó thoát khỏi mây thì nó có thể đi lên, tức là chúng ta sẽ, nếu mà trường hợp mà nó không tăng được trước khi đi vào mây ấy, thì nó sẽ một là điều chỉnh rất sâu, hai là nó sẽ đâm vô mây thì anh chị sẽ thấy cái trạng thái như thế này. Dĩ nhiên những cái trạng thái đi ngang như thế này thì chúng ta sẽ chọn lựa cổ phiếu tham gia được, nhưng mà cơ hội thì nó không nhiều ha, chúng ta phải chọn rất là kỹ, cơ hội thì không có nhiều. Ngoài ra thì những cái giai đoạn sideways như vậy thì chúng ta sẽ không tham gia được tiền lớn, chỉ đâu đó mua tỷ trọng 30-50% được thôi. Đây nè anh chị thấy nè, nếu mà nó chui vô mây á, thì cái đáy của mây là nó sẽ ở vùng 1035 này, hoặc là cái đỉnh của mây nó sẽ ở vùng 1080 này. Thì kiểu như là nó cứ vô đây rồi nó lại chỉnh xuống rồi nó lại lên rồi lại chỉnh xuống lại lên kiểu vậy, cho đến khi mà nó đi ra gần đoạn cuối đám mây nó bứt lên kiểu như thế ha. Nói chung là lúc này chúng ta không có biết được cái xu hướng thị trường sắp tới là gì, có thể là nó sẽ đi ngang hoặc là có thể là nó sẽ gãy. Nếu mà tuần sau nó không vượt lên được trên 1054, và nếu mà vượt 1054 mà không vượt được 1070 thì cái nguy cơ chỉ có hai xu hướng thôi, một là sẽ đi ngang trong mây, hai là sẽ gãy. Và đối với bối cảnh hiện tại thì cái nguy cơ gãy nó sẽ cao, cho nên chúng ta đừng có để đến lúc mà nó gãy rồi chúng ta mới chạy, chúng ta phải tranh thủ cái nhịp hồi sắp tới. Nếu mà nó không thực sự tích cực thì chúng ta phải chạy trước anh chị, chạy trước. Khi nào mà tích cực trở lại hoặc là chui được vào mây rồi chúng ta lại tìm một số cổ phiếu chúng ta tham gia sau, còn không cứ đợi nó gãy rồi chúng ta mới chạy thì lúc đó sẽ muộn ha. Đó thì đó là những cái khách quan nhất của thị trường lúc này thôi anh chị, thì mình cũng muốn update lại cho anh chị như vậy nhé. Thì ra lúc này chúng ta cứ yên tâm đi, thị trường cuối tuần dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi, nhưng mà với bối cảnh thị trường hiện tại thì để gãy ngay thì nó không gãy ngay, nó sẽ có những nhịp hồi cho anh chị thoát ha. Thì chúng ta cố gắng bình tĩnh chờ cái nhịp hồi để thoát anh chị nhé. Đấy, mình thì cũng canh nhịp hồi mình rút quân ha, bình thường giống như mọi người thôi ha. Ok, tôi xin kết thúc clip ở đây nhé.
Chúc anh chị có 2 ngày cuối tuần bình tĩnh, thư giãn và nạp lại năng lượng. Qua tuần chúng ta sẽ canh thị trường như thế nào, chúng ta sẽ hành động thật là nhanh ha, nhanh, quyết liệt, quyết đoán, giữ tiền, bảo vệ thành quả anh chị nhé. Đó, dĩ nhiên là nếu qua tuần mà lỡ nó tích cực trở lại thì mình sẽ báo anh chị lại sau. Tuy nhiên thì gần đến ngày nghỉ lễ rồi, chúng ta phải cẩn thận ha. Rồi, cảm ơn mọi người, anh chị xem xong clip nhớ cho Tùng xin một like, một share, và nếu anh chị thấy hay á thì kết thúc clip này anh chị nhớ cho Tùng ống tim ở dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra thì điện thoại trên màn hình hy vọng là kết nối hỗ trợ đồng hành cùng chị kiếm tiền những ngày tới nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.